đen 4 nhé. Rồi rồi rồi, rau xa rang xong, mẻ xích tiểu đậu. Bây giờ đến mẻ gạo đen, gạo lứt đen. Và sau khi mà rang mẻ xích tiểu đậu thì mình mới rút ra một cái kinh nghiệm, đó là cái nồi gang này bắt nhiệt hơn cái chảo này. Sau đó mình sẽ để nhiệt độ của cái nồi gang này tốt hơn. Chắc là mình sẽ điều chỉnh nồi gang để số 5 thôi. Còn đâu là bên kia là số 8. Thì cái nồi gang này nó nhanh lắm, nó nóng kinh khủng. Đó. Ôi, mỏi hết cả tay rồi. Cố lên. Tuyệt vời, cố nhé. Nhưng vừa đi Huế về mà bạn Nhung vẫn lao vào bếp để bạn Nhung làm trà đây, trà gạo lứt đây. Thank you.
Mới được có 7 phút. Bỏ hết cả phần tay. Chín phút. Được 1/3 chương trình. Mới được có 11 phút. Mới được có 11 phút mà toát cả một người.
hai bên tay tay cầm hay là cái dở nó không cả cái rồi là rất là nóng. May mà nó rơi cả đều cả hai bên, thành ra là nó vẫn sửa được. Bên nọ bên kia thì không thể cười. Mới được có 15 phút mới được có lửa chu trình.